mình cào. Mình trồng cho nó đừng có bị đông đá vừa rồi á, là thôi chứ nhiều lắm, đông đá vừa rồi nè, thành nên là phải đào. Rồi đông đá nè, cho anh tao không đông đá là sao chứ, quá trời luôn. Giờ mình rửa sạch đây, rửa sạch cho xong rồi thái ra mỏng mỏng ra là không phơ. Coi nè, củ nghệ đã chưa, củ nghệ nè cả nhà. Coi củ nghệ này. Nếu mà không có bị mà lạnh là thôi chứ quá trời luôn. Cá quá trời. Vừa rồi mấy đứa nhỏ nó đi về Việt Nam mà nó mua nghệ qua, nó mua nghệ bột qua, giờ đó dầm trồng. Một bụi sao mà nhiều cái chứ, một bụi à, bụi mà nhiều cái chứ. Này mà ông mà đừng có không có đông đá là thôi chứ quá trời luôn á.
cũng ghê nè, quá trời đá. Coi cuốn ghê, ngon ghê đầu luôn. Cuốn ghê. Chứ mà phở ra nhiều lắm, phở ra phở xong là xay bột. Không có là sao, nó trồng ra vậy thôi chứ còn có biết là gì đâu. Cái nghệ này mình đừng ra, không có bị đông đá thôi chứ quá trời.
nhà, nghệ nè. Đó. Rủ nghệ ăn cả nhà. Đó. Đó, một rổ nghệ này bây giờ mình phao lên. Thái mình phao. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tân Sang Cuộc Sống Hàng Ngày.